Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, trong thời điểm sắp tới, sự xuất hiện của phiên bản tên lửa tác chiến lục quân ATACMS có tầm bắn xa nhất của Mỹ, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140 sẽ giúp Kyiv có phạm vi tiếp cận lớn hơn bao giờ hết. Là dòng tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật duy nhất đang nằm trong biên chế của quân đội Mỹ, loạt tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới hơn 300 km với độ chính xác cao. Nhờ khả năng tự dẫn đường kết hợp giữa quán tính và định vị vệ tinh GPS để tấn công vào những mục tiêu nằm sâu bên trong phòng tuyến của đối phương. Theo các quan chức Mỹ xác nhận, hệ thống tên lửa ATACMS đã được vận chuyển đến Ukraine như một phần của gói viện trợ 300 triệu đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt hồi tháng 3. Tờ New York Times hồi cuối tháng 4 đưa tin, Ukraine đã bí mật nhận hơn 100 tên lửa ATACMS và một số đầu đạn chùm từ Mỹ từ một tháng trước đó. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng tuyên bố Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Kyiv nhiều tên lửa ATACMS nhất có thể. Tuy nhiên, giống như tất cả các loại vũ khí mới, cơ hội để Kyiv khai thác ATACMS sẽ đóng lại theo thời gian. Theo ông Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine và hiện là Cố vấn cho Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine cho biết, quân đội Ukraine chỉ có rất ít thời gian để loại bỏ càng nhiều tài sản quân sự của Nga càng tốt, trước khi Moscow tìm ra cách ứng phó với hệ thống tên lửa tác chiến, chiến thuật tầm xa ATACMS. Ông Stupak nhận định, tôi nghĩ Ukraine có tới 2 tháng để loại bỏ càng nhiều mục tiêu của Nga càng tốt trước khi người Nga bắt đầu thích nghi. Một cựu phó tư lệnh không quân Nga đánh giá tên lửa ATACMS của Mỹ là vũ khí tấn công hiện đại, nhưng cũng đồng thời cho biết loại tên lửa này có khả năng bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không và tên lửa trong kho vũ khí của Nga. Vị trung tướng Nga nhận định, những tên lửa này của Mỹ khá dễ bị bắt bài. Hệ thống phòng không của Nga có khả năng đánh chặn ATACMS. Ngoài những hệ thống tên lửa, năm nay có thể chứng kiến sự thay đổi đáng kể về sức mạnh không quân khi Ukraine đang chờ nhận hàng chục máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Kyiv cho biết, chiến đấu cơ này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa hành trình và UAV Nga được phóng tới các thành phố trên toàn quốc, đồng thời cung cấp hỗ trợ rất cần thiết cho quân đội tiền tuyến đang bị oanh tạc bởi các cuộc không kích từ Nga. Có thể thấy, bom lượn của Moscow đang đóng vai trò then chốt trong nửa đầu năm 2024, khi vũ khí này cho phép Nga thả lượng lớn đạn dược xuống các vị trí của Ukraine từ khoảng cách tương đối an toàn. Trước tình hình đó, F-16 được kỳ vọng sẽ khiến các khu tiền tuyến trở nên nguy hiểm hơn đối với phi công Nga, do Ukraine dự kiến sẽ sử dụng tên lửa không đối không với tầm bắn lên tới 500 km. Không dừng lại ở đó, trong khi Ukraine chờ F-16 thì Nga lại mất máy bay. Những tháng gần đây đã chứng kiến sự gia tăng số lượng máy bay Nga bị bắn rơi, bao gồm cả những máy bay ở xa chiến tuyến. Những tổn thất đó có thể là thách thức đối với lực lượng không quân Nga trong các trận không chiến sắp tới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo ở Kyiv và một số đồng minh ở nước ngoài đã nhiều lần cảnh báo, khẳng định một lực lượng nhỏ F-16 sẽ không thể làm thay đổi được bức tranh tổng thể. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi đầu tháng 4 nhận định, dù F-16 sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, nhưng loại máy bay chiến đấu này sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine. Ông Stoltenberg cho biết, một hệ thống duy nhất không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Đây không phải là viên đạn bạc có thể thay đổi cục diện xung đột. Mặc dù F-16 có thể không mang lại giải pháp mang tính quyết định cho khả năng phòng thủ của Ukraine, nhưng ông Stoltenberg cho biết các máy bay chiến đấu này cũng vẫn đóng vai trò quan trọng đối với quân đội Kyiv khi lực lượng không quân nước này đã bị suy yếu sau 2 năm chiến tranh. Ở một chiều hướng khác, trò chơi mèo vờn chuột bất đối xứng của Hải quân hai nước có thể sẽ tiếp tục. Hiện các phương tiện không người lái và tên lửa hành trình của Kyiv đã chứng tỏ là thách thức nghiêm trọng đối với hạm đội Biển Đen của Nga. Lực lượng này đã điều chỉnh chiến thuật và khả năng phòng thủ của mình ở một mức độ nào đó, nhưng các loại vũ khí tầm xa mới của Ukraine sẽ tiếp tục gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho vùng duyên hải. Mối đe dọa đó đã buộc Nga phải rút các tài sản hải quân có giá trị cao nhất khỏi Crimea, căn cứ của hạm đội Biển Đen và là mối liên hệ triển khai sức mạnh trong khu vực và biển Địa Trung Hải. Kyiv đã không ngừng phát triển các phương tiện không người lái đường biển và dự kiến sẽ tiếp tục các nỗ lực tấn công, thậm chí sâu vào vùng biển của Nga. Ukraine không có lực lượng hải quân thông thường đáng kể. Những con tàu nhỏ của họ sẽ không thể thách thức hạm đội Biển Đen. Vì thế, công việc này vẫn được giao cho đội xuồng không người lái bất đối xứng, được chứng minh là hoạt động rất thành công.
Ukraine sẽ dành thời gian còn lại của năm nay với hy vọng xoay chuyển và làm trầm trọng thêm các vấn đề trên biển của Nga. Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm trôi qua, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Các thành viên NATO bắt đầu đặt câu hỏi về việc cần phải làm gì để đảo chiều cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Kiev. Một tài liệu thảo luận do Bộ Quốc phòng Estonia công bố đã liệt kê những trang thiết bị cần thiết. Theo đó, Ukraine hiện đang cần nhất các phương tiện phòng không để đối phó với tên lửa và chiến đấu cơ của đối phương. Kế hoạch này cho rằng Kiev sẽ cần khoảng 4.800 tên lửa phòng không hàng năm. Để đáp ứng con số này sẽ cần toàn bộ mức sản xuất tên lửa phòng không hàng năm của Mỹ là khoảng 3.600 tên lửa và mức sản xuất của các nước NATO còn lại ước tính là 1.000 tên lửa. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả phương tiện phòng không cần thiết để bảo vệ các thành phố và quân đội Ukraine. Với tỷ lệ tấn công hiện tại của Nga thì sẽ cần thêm khoảng 7.500 tên lửa mỗi năm. Các nhà sản xuất vũ khí phương Tây có lẽ có khả năng tăng gấp đôi sản lượng hàng năm để đạt được con số này. Nhưng hiện NATO vẫn đang phải để dành kho vũ khí và tìm kiếm nguồn cung bên ngoài cho đến khi việc sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu. Khó có thể tính toán số lượng trang thiết bị cần thiết cho cuộc tấn công của Ukraine. Dù vậy, các nhà phân tích Estonia dự đoán nhu cầu đạn pháo là khoảng 2,4 triệu quả, một con số mà NATO có thể đáp ứng với sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ và các nguồn bên ngoài. Nhu cầu hàng năm đối với tên lửa tầm xa ước tính là 8.760 tên lửa. Tuy nhiên, đó là con số tối thiểu để phòng vệ và nếu tiến hành tấn công thì sẽ cần phải tăng gấp 3 lần con số trên. Sản xuất tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ vượt con số 14.000 tên lửa vào năm 2025, đủ để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Ukraine. NATO có các loại vũ khí thay thế, nhưng chúng sẽ cần chiến đấu cơ để triển khai. Vũ khí tấn công sâu, chẳng hạn như tên lửa hành trình, lại là một loại khác. Ukraine đã nhận được phương tiện này với số lượng hạn chế để tấn công vào các mục tiêu quan trọng. Ngoài ra, nhiều mục tiêu giá trị cao đang nằm trong biên giới Nga. Cho đến khi có đủ số lượng vũ khí tấn công sâu được sử dụng mà không bị hạn chế, bao gồm cả việc tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, thì hiện khó có thể xác định mức độ nhu cầu của Ukraine. Tuy nhiên, về nguồn cung, NATO trước đó đã sản xuất hàng ngàn tên lửa hành trình tầm xa và Mỹ sản xuất từ 400 đến 700 tên lửa hành trình mỗi năm. Chi phí hàng năm cho tất cả vũ khí để hỗ trợ cho Ukraine phòng thủ là từ 16 đến 28 tỷ bảng Anh, và nếu tấn công thì con số này là khoảng 43 đến 57 tỷ bảng Anh. Đó là chưa tính chi phí các thủ tục, vận hành và bảo trì. Nó cũng chưa bao gồm việc huấn luyện và trang bị cho lực lượng của Ukraine nếu Kiev muốn đẩy Moscow về biên giới năm 2014. Báo cáo gần đây của Ren cho rằng sẽ cần khoảng 14 đến 21 lữ đoàn được NATO trang bị và huấn luyện để đẩy lùi các lực lượng của Nga. Việc huấn luyện và trang bị cho lực lượng với quy mô trên hoặc lớn hơn có thể phải mất hơn 2 năm nếu Ukraine có thể tuyển thêm quân. Nỗ lực hỗ trợ trang thiết bị về dài hạn cho Ukraine từ NATO, theo tài liệu mà Estonia đề xuất là tương đối khả thi trong những điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, con đường tới chiến thắng phải trả bằng một cái giá đắt hơn nhiều. Nếu Ukraine muốn đẩy lùi Nga bằng một cuộc tấn công trong 2 năm tới, sự hỗ trợ và đầu tư của phương Tây sẽ phải vượt xa những gì mà kế hoạch của Estonia yêu cầu. Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, trong một phát biểu với các phóng viên trước cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu EU tại Stockholm, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rybnikov cho biết nước này cần 1 triệu quả đạn pháo cỡ nòng 155mm cũng như loại 105mm trị giá khoảng 4 tỷ euro càng sớm càng tốt để ngăn chặn các lực lượng Nga và để mở cuộc phản công. Ông Rybnikov bày tỏ rằng ông ủng hộ kế hoạch do Estonia đề xuất để các nước EU cùng tìm cách có được số đạn đó. Theo ông, Ukraine cần 90.000 đến 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nhấn mạnh các hệ thống phòng không, xe tăng và đạn dược nằm trong số những ưu tiên mà ông thảo luận với các bộ trưởng quốc phòng EU để Ukraine có thể sẵn sàng cho một cuộc phản công. Theo ông Rybnikov, thời gian là yếu tố quyết định, do đó cần phải tiến lên càng sớm càng tốt. Ukraine sẽ được tự do tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí nhận được từ Anh, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho hay trong một chuyến thăm Kiev. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters, ông David Cameron cho biết việc sử dụng các vũ khí của Anh như thế nào là do Ukraine quyết định.
Reuters dẫn lời ông Cameron cho hay, Ukraine có quyền đó, cũng như việc Nga đang tấn công vào trong lãnh thổ Ukraine. Chúng ta đều hiểu tại sao Ukraine cảm thấy cần chắc chắn rằng mình đang tự vệ. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, các nước phương Tây đã đặt ra một yêu cầu với Kiev để tiếp tục nhận được hỗ trợ quân sự, đó là không được tấn công vào trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các quốc gia như Phần Lan và Latvia tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tự vệ, bao gồm cả việc tấn công trong nước Nga. Tuyên bố của ông Cameron được đưa ra một tuần sau khi Anh thông báo gói hỗ trợ quân sự lớn nhất từ trước tới nay cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh cũng cam kết cung cấp 3 tỷ bảng Anh để hỗ trợ quân sự hàng năm cho Kiev lâu nhất có thể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn ông Cameron vì sự ủng hộ này, song nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận được gói hỗ trợ mới càng sớm càng tốt. Ông Zelensky nói, đầu tiên là các phương tiện bọc thép, đạn dược và các loại tên lửa. Việc sử dụng vũ khí, tên lửa và đạn dược của phương Tây cung cấp cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga trước đó được coi là một lần danh đỏ với Moscow. Tuy nhiên, Kiev ngày càng được khuyến khích tiến hành động thái trên do tầm bắn của các vũ khí gia tăng và các cuộc tấn công thành công nhằm vào các nhà máy lọc dầu, trung tâm quân sự và sân bay trên khắp nước Nga. Mặc dù cho tới nay, Ukraine khẳng định họ chỉ sử dụng các tên lửa và UAV được sản xuất nội địa.